Đã từ lâu, người ta quên đi sự tồn tại một nhóm bệnh nhân có tên suy thận tiến triển nhanh. Phần lớn trong đó là bệnh nhân tiến triển do bệnh lupus. Cô gái này là một ví dụ. Sắp kết hôn, viêm thận lupus và phải chạy thận nhân tạo suốt đời. Đó là những chẩn đoán còn nặng nề hơn cái chết. Cũng buồn lắm, bệnh mà nghe bác sĩ còn nói là còn có 1% sống nữa. Bệnh nhân một khi vào suy thận tiến triển nhanh, họ thường kèm theo tổn thương đa phủ tạng. Tức là họ kèm theo suy tim, họ kèm theo viêm phổi, họ kèm theo nhiễm trùng huyết rất là nặng. Và hầu hết tất cả các trường hợp nó đều kèm theo rối loạn đông máu. Nên làm bất cứ một cái can thiệp thủ thuật phải rất là cân nhắc đối với bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu thực hiện trên 153 bệnh nhân ở khoa thận nhân tạo, trong đó có 60 người đang phải chạy thận nhân tạo, số còn lại chuẩn bị chạy thận. Các bác sĩ tin rằng, dù chức năng thận suy kiệt, tưởng như thận chết, nhưng vẫn có dấu hiệu của sự sống. Lại có thêm một tiêu chuẩn nữa làm cho chúng tôi tin rằng là cái thận này vẫn còn sống, là kích thước thận trên siêu âm hoàn toàn bình thường, thậm chí là to. Và đó là điều kiện tiên quyết để chúng tôi nói là bệnh nhân này là vẫn có khả năng chúng ta cứu chữa đối với cái thận. Nếu như trước đây, nhóm bệnh nhân trên sẽ nhập viện và chạy thận suốt đời, thì sau khi tham gia nghiên cứu, các bác sĩ đã kết hợp thêm thay huyết tương, dùng thuốc ức chế miễn dịch, thuốc kháng đông trên từng trường hợp. Sau 4 năm, kết quả có thể xem là thành công đột phá. Đối với nhóm đã chạy thận nhân tạo ít nhất là 3 tháng, thì chúng tôi đã hồi phục được 60% bệnh nhân không phải chạy thận nhân tạo. Và như vậy, chúng ta đã không những tiết kiệm được cái chi phí bệnh nhân phải sử dụng khi chạy thận nhân tạo, mà còn cái thứ hai, chúng ta đã kéo bệnh nhân, tăng tuổi thọ bệnh nhân. Nghiên cứu đang được kỳ vọng sẽ được nhân rộng để bệnh nhân suy thận có thêm một cơ hội mới, thay vì hành trình chạy thận nhân tạo đến suốt đời, vốn là một gánh nặng khó có thể san sẻ của bệnh nhân.